Xin chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng xe Trần Đạt. Thì hôm nay Đạt xin được giới thiệu với anh em 6 cái bộ nắp ở đây. Gồm có bộ ba nắp là nắp nồi, nắp lửa và mang cá. Thì mình sẽ quay chi tiết và giới thiệu từng bộ cho anh em xem nhé. Đây anh em, đầu tiên xin được giới thiệu với anh em là bộ nắp của Quay 110 Thái nha anh em. Đây, còn nguyên bản nước sơn zin nha. Hơi chảy nhẹ một tí. Thì nắp đây, mình lấy nắp lửa cho anh em xem này. Thì nắp lửa đúng của Quay 110 nó sẽ có chữ là AAPKFLF nha. Đấy, AAP là chuẩn của Thái nha anh em. Đó, chứ không phải là nắp alpha nha. Nhiều người hay lấy nắp alpha để mà nói là nắp Quay 110 á, thì anh em cứ nhìn vô mã là biết. Đây. Đây nắp lửa của nắp nồi của bên của Quay 110 này. Đấy, KEV là 110. KEV là của Thái nha. THM là 110 nha anh em. Đó, chuẩn luôn nhá. Anh em mua không phải lăn tăn. Đó thì bộ này mình bán với giá là 800 nha anh em. Anh em mà mua có nhu cầu liên hệ mình. Đúng của hàng Quay 110 Thái luôn. Còn rất là đẹp. Và cái này bây giờ trên thị trường thì nó cũng khá là ít người bán. Rồi tiếp theo đến với lại bộ nắp của Future 1 nha anh em. Future 1 thì bộ đó, nắp nhựa zin nha anh em. Đây, bên trong này thì bên trong thì nó hơi đen một tí nha, không ảnh hưởng gì hết. Đấy, THM KAV nha anh em. Chọn 110 của Future 1 luôn nha. Đó, nắp lửa cũng đẹp này. Nước sơn rất là đẹp nha anh em. Nước sơn rất đẹp. Nước sơn zin nha anh em, nước sơn zin rất là đẹp nha. Cặp nào nước sơn zin thì mình sẽ nói nước sơn zin, còn cặp nào nước sơn đã sơn lại rồi thì mình sẽ nói là sơn lại rồi nha. Đó, AAPKFL1. Cực kỳ đẹp. Đó, đầy đủ mang cá cho anh em nha. Bộ này mình bán với giá là 1 triệu nha anh em. Rất là đẹp nha. Đây, khen anh em nhìn ở trên này. Đó, quá trời đẹp rồi. Nắp lửa rất đẹp. Đó. Rồi, cái bộ dưới này. Này thì Quay Alpha. Quay Alpha thì mình bán với giá 400. Này thì không có gì để nói rồi. Nắp này nhóc nhựa hơi bể một tí nè anh em. Này thì cho anh em nào thích mua về gắn luôn cũng được, hoặc là sơn lại nha. Tại vì chỗ này nó hơi chảy một tí rồi. À, sơn zin bao anh em là sơn zin nha. Đây. Bên mình bán là bao anh em là tất cả đều là đồ zin nha anh em. Thử nắp nồi, nắp lửa mang cá nha. Cái nắp nhựa này cũng zin luôn nha. Đó, anh em lưu ý ha. Thở bộ này bán 400 nha anh em. Đây, cái này là Super này. Super đời 204 này. Nắp rất là đẹp nha. Đấy, TDV, chính xác TDV nó là của 100 nha anh em. Nước sơn zin luôn nha. Đây, nắp nồi, nắp lửa còn cũng rất là đẹp này. Hình thức còn khá này. Chảy nhẹ tí ngay đây thôi. Ở trong thì hình thức ở trong thì khá là xấu. Đấy. Bộ này mình bán với giá là 600 nha anh em. Super bán với giá 600 nha. Còn bộ Quay Alpha là 400 này. Bộ này 600 này. Nắp còn đẹp nha. Nắp lửa còn đẹp. Rồi. Nè nè. Đó. Rất là chuẩn nha. Nắp bộ nắp này còn rất là đẹp này. Này mua về gắn luôn không cần sơn lại gì hết á. À đây mình còn một cái bộ của WA nữa anh em. Đây WA này. Thì bộ này thì nó hơi không có đồng màu với nhau. Nắp thì nắp màu đen. Mang cá thì mang cá màu xám, còn lốc nồi thì nó màu bạc. Đấy, anh em nào muốn mua về sơn lại rẻ cho anh em 400 nha.
rất là đẹp nha, cái nắp này còn rất đẹp luôn nè. Đó, nó cũng rất đẹp, nước sơn cực kỳ đẹp luôn, chú có chày luôn á. Đó, đẹp nha nè. Thì anh em nào mua thì cứ liên hệ mình thôi, số điện thoại của mình thì có để ở dưới góc màn hình nha anh em. Đó, anh em nào muốn mua cứ liên hệ mình nha. Rồi thì cảm ơn anh em đã xem clip, hy vọng được gặp anh em ở những clip tiếp theo. Nếu như mà anh em thấy clip này hay ấy, thì có thể ấn đăng ký kênh của mình cũng như là ấn like video này nhá. Thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng đăng ít nhất là một video để cho anh em chúng ta có nhu cầu mua hàng thì có thể tham khảo nhá. Hoặc là anh em xem giải trí thì ở đây thì mình cũng có nói với anh em những cái dấu hiệu phân biệt zin lô, thì nó cũng đơn giản, những cái mã 110 cũng như 100 thì anh em nào chúng ta có muốn vô chúng ta tham khảo thì chúng ta cũng có thể để ý những cái đó, thì nó sẽ giúp chúng ta tránh cái tình trạng mà mua phải hàng đẻo hàng dởm nha. Đó, thì nếu mà cái lốc xe của chúng ta nó đã quá chầy hoặc là nó là bị lủng bị bể thì chúng ta thể mua những cái lốc này để gắn vô. Có những bộ giá rất là rẻ, có 400 thôi, và có những bộ đẹp như là Future 1 đây này, hoặc là quay 110 này thì mình bán với giá 1.800.000 đó ha. Thì mình có báo giá trong clip rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ bình luận ở phía